KWN Kidwinis News, chương trình giáo dục làm phim cho trẻ em vì trẻ em. Chương trình KWN được ra đời tại Mỹ năm 1989. Panasonic cung cấp các trang thiết bị và cách thức làm phim tới cho các trường học. Các bộ phim được tham gia các cuộc thi KWN quốc gia và khu vực. Các bộ phim vô địch quốc gia sẽ được tham dự vòng quốc tế để có cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới. Các câu chuyện tập trung vào chủ đề giao tiếp. Phim truyện có những cách tiếp cận vui nhộn với các chủ đề quen thuộc. Các bộ phim truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của môi trường. Phim tài liệu nói về các vấn đề xã hội. Qua quá trình làm phim này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui khi cùng nhau làm việc để đạt được một mục tiêu chung. Các bà Penny Joseph, phòng quan hệ cộng đồng Panasonic Bắc Mỹ. Các bạn có biết rằng các bạn làm phim trẻ nhất trong buổi tối nay mới chỉ 10, 11 tuổi thôi và những thông điệp họ chia sẻ với toàn thế giới thật sâu sắc. Hãy xem chương trình mà chúng tôi đã cùng nhau làm nhé! Panasonic